Vâng, rất hân hạnh chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Quân Mơ Tham, một trong những kênh chia sẻ về kiến thức để xem. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn kiến thức gì? Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Let's go! Lỗi Messenger không hiện thông báo và không hiện tin nhắn do đâu? Ứng dụng Messenger ngày càng được sử dụng phổ biến, tuy nhiên đôi khi người dùng cũng thường gặp các lỗi như Messenger không hiện thông báo hay Messenger không hiện tin nhắn dù có thông báo về. Những lỗi này không quá nghiêm trọng nhưng có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng nếu chẳng may bạn bỏ lỡ những tin nhắn từ mọi người. Để khắc phục lỗi này hãy tham khảo bài viết dưới đây. Tại sao Messenger không có thông báo? Do mục thông báo trên điện thoại iPhone đã bị tắt, có thể người gửi tin nhắn đang nằm trong danh sách chặn. Lỗi xảy ra là do xung đột phần mềm trên máy, người dùng vô tình bật chế độ không làm phiền trên ứng dụng Messenger. Ứng dụng Messenger chưa cập nhật phiên bản mới nhất. Cách khắc phục lỗi Messenger không có thông báo. Với lỗi không nhận được thông báo tin nhắn trên Facebook Messenger, người dùng có thể tham khảo một trong hai cách khắc phục đơn giản dưới đây. Cách 1. Bật tính năng thông báo trên ứng dụng Messenger. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây lỗi Messenger không hiện thông báo tin nhắn do người dùng chưa cấp quyền gửi thông báo cho ứng dụng này. Bạn có thể kiểm tra và cấp quyền thông báo cho ứng dụng Messenger thực hiện trên iPhone như sau. Bước 1. Mở mục cài đặt và nhấn chọn mục thông báo. Bước 2. Kéo tiếp xuống phía dưới nhấn chọn Messenger nếu đang ở trạng thái tắt thông báo. Bước 3. Bạn tiến hành gạt thanh ngang tại mục cho phép thông báo từ trái sang phải để kích hoạt tính năng thông báo tin nhắn trên ứng dụng Messenger. Cách 2. Tắt tính năng không làm phiền trên ứng dụng Messenger. Hiện ứng dụng Messenger cũng được trang bị tính năng không làm phiền. Khi bạn không muốn nhận thông báo từ ứng dụng có thể kích hoạt tính năng này. Đây cũng chính là nguyên nhân gây lỗi Messenger không hiện thông báo. Cách tắt tính năng không làm phiền khá đơn giản như sau. Bước 1. Bạn mở ứng dụng Messenger trên điện thoại iPhone. Bước 2. Nhấn chọn biểu tượng avatar của bạn rồi chọn tiếp mục thông báo. Bước 3. Cuối cùng chọn tắt bỏ mục không làm phiền là xong. Lỗi Messenger báo có tin nhắn nhưng không thấy nguyên nhân, do tin nhắn được gửi đến từ người lạ, do ứng dụng Facebook chưa được cập nhật đồng thời với Messenger, người dùng có tin nhắn từ fanpage trên điện thoại đang sử dụng nhiều tài khoản Messenger khác nhau. Cách khắc phục tương ứng với mỗi nguyên nhân, người dùng có thể áp dụng cách khắc phục lỗi tương ứng để xử lý nhanh tình trạng Messenger nhận được thông báo nhưng không thấy tin nhắn như sau. 1. Kiểm tra mục tin nhắn chờ trên Messenger với những smartphone đời mới. Khi có tin nhắn từ người lạ sẽ gửi thông báo và tự động chuyển thư vào danh mục tin nhắn chờ. Để xem tin nhắn đó, bạn mở ứng dụng Messenger lên và đi đến mục tin nhắn chờ sẽ thấy tin nhắn hiển thị tại đó. 2. Thoát và đăng nhập lại ứng dụng Facebook. Khi thấy ứng dụng Facebook hiển thị số lượng tin nhắn chưa đọc nhưng mở Messenger thì không thấy tin nhắn nào thì nguyên nhân có thể do Facebook và Messenger không cập nhật đồng thời khiến thông báo bị cập nhật chậm hơn. Với lỗi này, bạn chỉ cần thoát Facebook và đăng nhập lại để sửa lỗi. 3. Kiểm tra tin nhắn trên fanpage của bạn. Khi có tin nhắn gửi đến fanpage trên Facebook thì Messenger sẽ gửi thông báo có tin nhắn đến nhưng để xem tin nhắn này bạn không thể sử dụng Messenger mà phải vào mục hộp thư của fanpage mới đọc được tin nhắn. 4. Kiểm tra tin nhắn trên các tài khoản Messenger khác đang cùng sử dụng trên một smartphone có thể đăng nhập nhiều tài khoản người dùng Messenger khác nhau. Các tài khoản này sẽ đều được lưu lại trên Messenger. Khi có tin nhắn đến sẽ hiển thị thông báo và bạn cần chuyển tài khoản nhận tin để xem tin nhắn đó. Lỗi Messenger không hiện thông báo và không hiện tin nhắn không quá nghiêm trọng. Bạn có thể dễ dàng tự xử lý bằng các mẹo nhỏ đã được giới thiệu trên đây nhé.